Dạ, xin mến chào quý vị. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà anh Thái không quý vị? Thì cũng năm mới ha. Mình chúc tất cả quý vị một năm mới ha, phát tài phát lộc không quý vị, vạn sự như ý, vạn sự bình an ha. Và mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với quý vị trong năm mới ha quý vị. Thì nay bên anh Thái về một số phô mai vàng, phô mai tử quý phục vụ cho quý vị năm mới ha quý vị. Đầu năm ha. Rồi em chào anh Thái Chào em, rồi. dạ cũng chào cô chú anh chị trong mọi đất nước. Hôm nay mình cũng là năm mới đầu năm, mình cũng kính chúc cô chú anh chị là được một năm mới là được dồi dào sức khỏe, Dạ. vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Dạ. Mình cũng có lên một số mai vàng để phục vụ cô chú anh chị trong dịp Tết này. Dạ. Cũng rất mong cô chú anh chị xem clip vui vẻ và ủng hộ. Dạ. Mình xin cảm ơn. Rồi, vô cây số 1. Cây thì mình cũng bao xếp Tổng toàn quốc hết rồi cô chú anh chị, dạ. chỉ có cái cây lớn này là mình xếp Rồi. 150 cây số thôi. Dạ. Rồi mình vô cây số 1 Cây cô số chú anh chị. 1 mai vàng, mai vườn thiên nhiên mình ha quý Mai vị. vàng vườn của chú anh chị ơi. Chiều cao là 28. Dạ. Mình 21. Rồi. Mini bonsai quý vị. Rồi mã số 1 giá lên thấy ơi. Rồi mã số 1 mình giao lưu 350 ngàn. Rồi mã số 1 350 ngàn ha quý vị. Bao ship quý vị toàn quốc ha. Cây già dữ lắm Mã cô số chú anh 2. chị, nó muốn Dạ, mai vườn thì quý vị xù biết ha. xì xù xì hết không. Chiều cao 39. Cái nào nó già lắm, cái này bonsai. Được luôn. Nó hoành chỗ này là 29 rồi cô Rồi, anh chị. khoảng 29 quý vị. Nó già nữa, nó Rồi. nổi nó u cần nặng hết á. Già cây đó, ghép thì bonsai thì ngon. Rồi mã số 2 giá luôn thôi. Rồi mã số 2 mình giao luôn 1 triệu 200 ngàn. Rồi mã số 2 triệu 2 ha quý vị. Rồi. Mã số 3. Số 3 chiều cao 47. Chiều cao 47 quý vị. Hoành là 31. Rồi, quanh 31 chuẩn luôn. Cái nào nói quý vị nhìn biết không? Mai vườn thiên nhiên mình già. Cái này nó bị sùng nó cạp sâu nó Rồi. cạp rồi mình lem lên rồi thì nó lành lại cô chú vậy. Rồi mã số 3 giá luôn thấy. Rồi mã số 3 mình cũng vô luôn 1 triệu 200 ngàn luôn. Rồi mã số 3 1 triệu 2 luôn ha quý vị. Số 4 cây văn Số trực. 4 cái mây sầu với cành đều chú anh chị ơi. Trực sù. Chiều cao 110 với Chiều cao 100 mét quý vị. 101 á tới 10. 100 mét. Quanh chỗ này là 24. 24 quý vị. Đây quý vị, những cái điểm xù nó Cái này đó. ở dưới này thì nó sụp ấy, trên này chảy rồi coi chú anh chị. Chạy này quý vị. Những điểm ha, chạy quý vị nhìn biết ha. Đậu Đây quý vị. chảy. Chạy quý cục xù luôn. Cây sạch cây liên lạc không quý vị. Rồi mã số 4 mình cũng vô luôn 1 triệu 200 ngàn luôn. Rồi mã số 4 triệu 2 luôn không quý vị. Bao ship toàn quốc. Số 5. Chiều cao 54. Chiều cao 54 quá vậy. Quanh 35. 35. Già cây lắm cô chú anh chị ơi. Già sần sùi. Giá lên thôi. Rồi phôi số 5 mình vô luôn 1 triệu 600 ngàn. Rồi mã số 5 triệu 6 không quý vị. Mã số 6. Chiều cao 58. Chiều cao 58 quý vị. Còn là 32 luôn Rồi, chị. 32 chuẩn luôn. Nó cây này nó có sâu ăn hồi nào coi chú anh chị, nó mà nhưng mà nó không có mục nữa chú anh chị, Đây, quý mình vị. cũng xử lý keo rồi, nó không có sâu dữ.
mà chỗ đòn nó về quý vị có thể cắt vẫn được ha, nó cho nó hợp lý không quý vị? Cho nó... cắt thì mình hạ này xuống nữa, hạ miếng tới đây, cho lồng nữa mình cắt xuống. Chung mình cũng cắt trừ ha không quý vị? Bây giờ mình cắt vậy thì vậy cô chú anh chị nào muốn hạ lồng xuống thì mình rút lại hai cái bao này, giá luôn à? Hai cái chặt này. Rồi phôi số 6 mình vô luôn 1.400.000. Rồi mà số 6 1.400.000 không quý vị? Số 7. Chiều cao 45, 44. 44. Đó trên này đi, dưới có cái mắt này. Rồi. Này mình đo 37. Rồi 37 quá vậy. Bờ 8 yếu, tính 37. Đoàn lần bonsai lồng lực không? Giá luôn anh. Rồi coi số 7 này mình vô luôn 1.400.000 thôi. 1.600.000. Rồi mà số 7 1.600.000 không có gì. Bao ship toàn quốc. Chiều cao 48. Chiều cao 48 quý vị. Rồi tính 35 của chúng ta. Rồi 35. Là sao yếu có 1 miếng. Để cây cộng nào lực lực không à. Cây nào cây nấy thì quý vị nhìn thấy biết thằng, ha. Thằng yếu lắm của chúng ta. Những cái lỗ này là không có mục nữa chú anh chị. Dạ. Cũng xử lý keo hết rồi. Nhánh là xưa rồi nó hư. Rồi giá luôn anh. Rồi phôi số 8 mình vô luôn 1.800.000. Rồi mã số 8 1.800.000 không quý vị. Cây bonsai cái tay cạnh có sẵn quý vị, cành 1, cành 2, cành phong đều có hết ha. Chiều cao 42. Chiều cao 42 quý vị. Cái này nguyên bạch xù luôn. Hoành là 35 đúng luôn không vậy? Ờ 35 chuẩn luôn quý vị. Xù mà đế nè quý vị, mà không tính xù ha. Nguyên bạch quý vị thấy biết cái này ha. Nó cũng nó muốn dặn muốn xù lên rồi nè cô chú anh chị. Đẹp trái. Giá luôn à. Rồi mã số 9 mình cũng vô luôn 1.800.000. Rồi mã số 9 1.800.000 luôn không quý vị. Thật với quyền tại quyền khối đế đặt mã số 10. Chiều cao 52. Chiều cao 52 quý vị. Nó chỗ này là 34 của chú anh chị. Rồi 34 quý vị. Quyền cụ đế ha. Này quý vị. Đế chiều ngang nó bằng gan tay mình để vô ha quý vị, không xin về gì ha. Giá luôn anh. Rồi phôi số 10 mình vô luôn 2.200.000. Rồi mã số 10 2.200.000 ha quý vị. Chỗ nấm. Mã số 11, cây nào cây nấy bự không? Lực lực không? Chưa ăn gì nên ướt hử. Chiều cao 52. Chiều cao 52 quý vị. Hoành là 36 của chú anh chị. Rồi 36. Đế thì quý vị ha. Thấy ha. Để sổ chắc cũng tèm tèm 2 tấc. 2 tấc 2. Cộng nào nấy bự hơn cổ tay mình nữa quý vị. Giá luôn à. Rồi phôi số 11 mình vô luôn 2 triệu. Rồi mã số 11 2 triệu không quý vị. Rồi. Thank you.
số 12. Trồng nó trực lên được. Mã số 12 chiều cao 70. Chiều cao 70 quý vị. Đó khoảng này đúng 40 luôn. 40 chuẩn luôn hả quý vị? Rồi, mã số 12 mình vô lô 2.600.000. Rồi, 2.600.000 mã số 12. Giá quý vị nhìn thấy cũng cần biết cân đối ha. Bằng 42.600.000 bao ship quý vị, công cán quấn. Nói vậy không là chiều cao 96. Chiều cao 96 quý vị. Cái này xù nu mà không tính xù nu tại nó nu không quý vị. Nhận quanh là 39. Rồi, 40 yếu miếng. Nếu mà đo 40 vẫn được, không đo 39, 39. 39 số đẹp thần tài quý vị. Đây những điểm nu ha. Đó. Cái nu nu thiên nhiên không quý vị. Giá được, luôn mã số 13 mình vô lô 2.200.000. Rồi mã số 13 2.200.000 luôn hả quý vị. Bao ship toàn quốc. Mã số 14. Chiều cao 56. Chiều cao 56 quý vị. Quần chỗ này là 36 đi. Rồi 36, 37 yếu con miếng. 36 nó cũng già cây. Ừ. Đây chúng chảy đều hết luôn hả quý vị. Thử mặt nào hết. Đế lực bự đều hết. Rồi giá luôn à. Được thôi, số 14 mình đã lô 2.100.000. Là mã số 14 2.1. Mã số 15. Chiều cao 79. Chiều cao 79. Để nơm quý vị. Mình đo ngang đây là 38. 38 chuẩn. Xuống chút xíu, bờ dài. Rồi mình đo ngang đây là 42. 42. Để chân nơm không quý vị? Chân cắm không à. Cộng bự bự. Đây thì nó có cái à, cái thẹo chỗ này nó vẫn sam. Cứng luôn chứ anh chị. Sam quá đó. Gì hết đây, chứ không mục không có gì, cái nào mục thì nó mục. Rồi thôi số 15 mình đã lô 2.800.000. Rồi mà số 15 2.800 không có gì. Số 16. Tam đa, cái này đẹp mà quý vị, dễ thương. Chiều cao 50. Rồi. Mình nói cái trạng này là 37 rồi, đúng không chị? Nó nở bè, nó đặc luôn rồi. Nguyên cái bệ. Này nó nở với tròn do lên, khó đo lắm. Nguyên cũ. Đầu khoảng 45 đi. À. Để trải đều không quý vị? Nở tròn do chứ. Giá luôn à. Rồi phôi số 16. 16 nó lô 3.800.000. Rồi mã số 16 3.800 không có gì. Cây tam tam đa. Tam tài quá đẹp. Dễ thương.
nguyên con rau nước luôn quý vị. Cây này nhìn ở ngoài rất là khủng quý vị. Nói chung là nó mình nói khủng không phải là cây lớn nha, nhưng mà nhìn cái độ nó lực quý vị. Nó mập đây, nó nâng. Mập nâng. Mình chiều gần cao 70. Chiều cao 70, già xù hết luôn, xù cám hết luôn. Xù cám toàn thân quý vị. Mình đo cái chạng trên này trước đi. Chạng này là mình đo là 47. 47. Mình cũng đo cái đặc tròn à, đặc thôi tròn chứ mình đây. Không có đo gì hết luôn chú anh chị. Đó, 52. 52 hả quý vị? Đó mình đo tròn là 52. Nếu mà mấy cây này chỗ mấy anh em khác bán là đo mấy mấy ảnh tính đo vị trí đó ha quý vị. Mà mỗi người cái quan niệm khác nhau. Báo đo hai chi tiết cho quý vị tham khảo ha. Dạ cây đó không vậy, độ nâng nó trên đây cũng khoảng 40 đo, anh đo độ nâng trên đây anh thấy 38. 38 không có gì, độ nâng nó một cây mạnh. Rồi giá luôn anh. Rồi phôi số 17 mình giao lô 6.500.000. Rồi mã số 17 6.500.000. Rồi bao ship toàn quốc. Cây này bao ship toàn quốc luôn. Lên nổi không nổi, để dưới cũng được. Để thấy không? thấy em đi chịu khó em đi vòng vòng cho. Cái này mình ảnh lên bằng quay không nổi quý vị thông cảm ha. Thì nói chung quý vị nào thiện chí chưa rõ chi tiết qua số Zalo của ảnh. Rồi. Rồi. Này số 18 của chú anh chị. Cái này quá khủng quý vị. Nói chung là không phải khủng nhưng mà có cái nặng, nó xù. Đây quý vị tổng quan trước ha. Rồi, cho chiều cao anh thấy thôi. Cái này có cành phải phóng phóng ra ha quý vị. Mình đo từ cành phóng xuống cái mặt bầu luôn chứ anh chị. Dạ. Xuống cổ rễ đi. Dạ, rồi xuống cổ rễ được không? 120. Rồi. Rồi cái phóng xuống cổ rễ cái này là quá già luôn, quá khứ già luôn. Bây giờ mình đo từ cái cổ rễ xuống với cái mặt bầu dưới là 36. Dạ. Giờ mình đo cái quạnh này chú chị, xong rồi mình đo cái bệ của nó. Mình đo ngang không à. Thì là 43. 43 quý vị. Cái bể này không cho sao nói nữa. Khó đo. Để cái gì? Xù nó già hết luôn. Quá già. Mình đo cái bể đặt này thì nó 74. 74 cái gì? Mấy cọng rễ này nói chung nó già lên xù đó quý vị. Xù nó. Nhưng mà tại con cá anh không cắt ha. Nó ổn không quý vị? Dễ quý vị có thể. Rồi cái nồi đế là 170 của chú anh chị. 170 quý vị. Cái này già. Hết sức già. Đường kính bầu là 70. Cái này nó cục cục vậy. Cây này nó quấu cái chân vô không à. Chứ không phải là mình kéo thôi chú anh chị. Cái này giờ mình xả cái này ra nó vẫn quấu vô trong cục đất. Nguyên bề này, gan tay mình không có gì. Cái này là nó quấu vô cục đất hết. Nên mình để mình không có cắt. Đấy, cục cành không có gì. Cục bú xù nữa. Hay quá vậy. Nguyên cục xù nữa ha. Xù ra đầu cành ra đầu cành luôn. Chung mấy cái rễ này nó cũng quái, nó nu lên hết. Nguyên bệ luôn quý vị. Nè. Nó nổi sụn trứng này nè. Trứng này bự. À. Quá già cây, điểm xù. Đây nó cũng có cái dấu cắt hồi đó nó à. Khô vô mình nó một mà bây giờ mình đục nó thành thịt hết rồi, tới thịt hết luôn chú anh chị. Mình xử lý keo luôn rồi. Này móc sụ kéo nó sụ đây. Mấy sụ thường mấy dấu thẹo là nó sụ lên hết. Rồi mã số 18 thì mai sụ giá luôn anh thấy. Rồi mã số 18 vô lô của chú anh chị là 12.500.000 tiếp 150 km. Rồi. Mã số 18 cây mai sụ 12.500.000 bao ship quý vị 150 km. Nó nặng dữ lắm của chú anh chị. Rồi qua nó dư cái nó không lấy. Mã số 19. Mã số 19 là con phôi tứ quý rồi chú anh chị. Rồi mã số 19 coi phôi tứ quý. Chiều cao là 33. Rồi. Đo chỗ này là 35. Rồi. 37. 37. Đều bốn mặt của chú anh chị. Để lực liều bốn mặt hết luôn không có gì. Để cắm. Cái này mình mới bứng nay 4 bữa. Cái đầu đinh nguyên bể đế luôn. Này mới bứng bữa 26. Giá luôn anh.
Rồi phôi tới quý cuối cùng là phôi số 19 là mình giao lưu 1.900.000. Mà số 19 là cuối clip luôn hả anh Thái? Cuối clip luôn. Rồi. À, mình cũng có một lời để muốn nói với cô chú anh chị sẽ thông cảm là ví dụ như bây giờ mình mùng 1 mình lên clip á, bữa nay mình lên clip á thì cô chú anh chị nào có chốt á thì thông cảm cọc cho mình, đừng mình cho chắc ăn là cái phôi đó mình đã bán rồi cô chú anh chị. Dạ, nói chung ý anh nói là cũng như là mùng 1 là anh khai trương không quý vị, chứ quý vị nào thì chỉ bán như là một mua thì nói chung là mua ra đại không quý vị, chứ đừng mà để bơm hàng ảnh. Nói chung là ngày khai trương đầu năm ai làm ăn cũng muốn, người ta muốn suôn sẻ không quý vị. Quý vị nào muốn chốt cây ảnh cũng suôn sẻ cho ảnh ha, để anh mỗi năm anh đều bán suôn sẻ không quý vị, để anh em có cái động lực, mình có cái động lực để dạ. Đi kiếm cây về cũng giao lưu với cô chú anh chị. Dạ. Mình nói chung là đúng rồi, mua cây được cái giá nó nói thì mình cũng dạ. Bán nói cho cô chú anh chị thấy cũng biết đó, chứ mình không có bán dạ. Nói mà mua nói mà bán giá để lợi nhiều. Dạ thì quý vị thường thường cũng thấy ha, nói chung đầu năm ai cũng muốn làm ăn gì suôn sẻ, kể cả riêng quý vị cũng vậy nữa, nói chung là mọi điều suôn sẻ thì mọi năm đều suôn sẻ rồi. Thôi, mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Dạ.